ta học nhá. Nên chúng ta học thầy con là một kia thêm một cái kiến thức mới nữa của ngày hôm nay nhá. Là chúng ta đã học đến cái đọc cái khái niệm về biến nhớ rồi, con đã hiểu không nhỉ? Biến nhớ đúng không? Biến nhớ là một cái tên mà chúng ta đặt ra để có thể thực hiện những cái nhiệm vụ tính toán khác nhau. Mỗi cái tên như vậy là nó lưu một cái giá trị nào đó, có thể là con số, có thể là cái chữ, vân vân, giúp chúng ta là hỗ trợ trong cái việc là tính toán, trong cái việc mà điều khiển con vật, nhân vật của chúng ta. À, thì đó là biến nhớ. Thì một biến nhớ như vậy nó lưu có một giá trị thôi, một giá trị, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ cần có những cái biến nhớ mới nữa, cần để lưu nhiều giá trị cùng một lúc thì làm thế nào? Ví dụ như là chúng ta cần lưu một cái dãy số, lưu một danh sách lớp học của các bạn trong lớp của chúng ta, thì chúng ta cần làm gì đó? Thì bây giờ chúng ta sẽ học cái đó nhá. Thì ở trong cái nhóm là biến nhớ này thì nó có một cái nó có hai cái lệnh. Một lệnh này là tạo một cái biến nhớ, make a variable là tạo biến nhớ. Cái lệnh thứ hai là dưới này là make a list là tạo một cái list, tạo một danh sách đó. Cái lệnh này này là cái lệnh là tạo một cái biến nhớ nhưng mà nó là một dãy các cái số, một dãy các giá trị, thì nó gọi là một dãy nhá, hay là một danh sách tiếng Anh nó gọi là list. Chúng ta có được dùng từ list cũng được nhá. Thế này thì đây là cái khái niệm mới nhá. Ở đây này là tạo một cái biến nhớ, một biến nhớ thôi, một biến nhớ chỉ lưu một giá trị, chúng ta đã biết rồi. Biến nhớ chúng ta lưu để mà tính điểm số này, tính thời gian này, vân vân, tính là để lưu trữ vận tốc rồi vân vân. Còn cái này là cái biến nhớ là gồm là lưu được nhiều giá trị. Chúng ta tạo thử nhé, bấm vào đây đó, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta tạo một cái biến nhớ dạng list. Thì cũng như là biến nhớ bình thường, nó có hai loại là biến nhớ dùng chung và biến nhớ riêng cho từng nhân vật một. Thì bây giờ chúng ta tạm thời chỉ học cái là biến nhớ dùng chung thôi, ở bên này thôi, đúng không? Ví dụ chúng ta tạo cái biến nhớ có tên là dãy chẳng hạn, dãy số chẳng hạn, dãy số đây cũng có thể có tiếng Việt được nhé. Tạo một cái biến nhớ có tên là dãy số, cái biến nhớ này nó là một cái list nhé, là một cái danh sách nhé. Bấm vào đây, ok. Đó, chúng ta tạo ra rồi ấy, thì là đây cũng có thể ẩn hiện này đó. Thì đây là một cái dãy số và chúng ta được phép là nhập vào đây các cái giá trị. Thì đối với biến nhớ ấy, mình sẽ tạo thử biến nhớ, ta như lại tạo biến nhớ là n nhé, n ấy này, chúng ta có thể ẩn hiện. Thì đối với biến nhớ mà là loại biến nhớ mà là loại ta đã biết đấy, thì chúng ta không nhập được ở đây. Chúng ta muốn nhập chúng ta phải dùng cái lệnh là set này, nhập vào nhá. Đấy. Nhưng mà dãy khác, dãy số chúng ta có thể nhập trực tiếp vào, nhập trực tiếp trên màn hình, hoặc có thể nhập bằng lệnh. Thì khi các bạn mà tạo ra một một cái list nhé, thì đây hiện ra cái lệnh này. Đây, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhá. À, 9 cái lệnh tất cả. Sẽ hay là 10, 11. Nó có 11 cái lệnh về dãy, vậy nó khá nhiều nhé. Thì cái phần ra cái phần dãy là cái phần nâng cao rồi. Thì hôm nay là thầy muốn các con, là thầy muốn cái bài ngắn để mà con hiểu biết chung về dãy. Còn muốn học sâu hơn về dãy chúng ta phải học rất là nhiều nữa nhé. Thì mà đây là cái chương trình ban đầu mà, cho nên là giới thiệu nhanh thôi về khái niệm dãy. Thế bây giờ thầy mới cho con xem cách chúng ta có thể nhập trực tiếp trên màn hình nhé. Dãy số là nhắc lại, một cái dãy chúng ta được quyền nhập trực tiếp từ màn hình, khác với một biến nhớ nhé. Biến nhớ thì không nhập trực tiếp từ màn hình mà phải nhập qua lệnh, còn dãy thì được. Ví dụ nhé, đây bây giờ thầy muốn, đây là một cái dãy số, đây giờ thầy muốn nhập nhé, một cái dãy số bằng 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 tay vào đây nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm nút cộng này đó, hiện ra đây là một. Chúng ta gõ bây giờ có việc gõ số là số 12 chẳng hạn, enter, hay là dòng thứ hai như là 2, enter 0 3 5 17 20 10 đó. Nhưng mà chúng ta vừa mới tạo ra nhập là 1 2 6 con số tất cả. Dãy đây là dãy gồm có 6 số. Chúng ta có thể nhập hơn được.
bấm đây là xóa này, xóa nhé. Đấy, bây giờ nhập thêm 7, là bây giờ nhập thêm là 66, nhập thêm phần tử thứ 8 là 32, nhập thêm phần tử thứ 9 là 100 nhé. Phần tử thứ 10 là 43. Chúng ta có thể xóa. Muốn xóa cái số 4 này, chúng ta bấm vào nút cộng dấu nhân này là xóa này. Đó. Xóa đi. Được chưa? À thì đó là một dãy nhá. Cái dãy này tôi quên chưa nhập. Dãy này là cái phần tử thứ 9 này tôi quên chưa nhập. Từ 9 nhập 7 7 nhá đó. Rồi. Như vậy là chúng ta vừa mới nhập xong là một cái dãy gồm có 9 số. Các bạn có để ý không? Nhá. Thì các bạn chú ý nhé, mỗi một dãy như vậy là nó có nhiều số, nó có nhiều giá trị và nó được đánh số từ 1, 2, 3 cho đến phần tử cuối cùng của dãy. Ví dụ ở đây nó là 9. Một dãy có thể chứa nhiều số chứ không phải là một số nhé. Có thể ta nhập vào một cái dãy có thể là 10 số, có thể là 50 số, có thể là 100 số, có thể là 1.000 cái số khác nhau. Đó, được quyền làm như vậy. Được chưa? Và các số như vậy được đánh số thứ tự từ 1, 2, 3, 4 cho đến cuối cùng. Thì cái 1, 2, 3 này thì người ta gọi là chỉ số của dãy. Chỉ số của dãy. Còn cái 12, 2, 0 này thì người ta gọi là giá trị của từng phần tử của dãy. Như vậy là giá trị phần tử thứ nhất là 12, giá trị phần tử thứ hai là 2, giá trị phần tử thứ tư là 17, giá trị của phần tử thứ 6 là 66. Hay là phần tử có chỉ số 66, có chỉ số là 6 là 66, phần tử có chỉ số là 7 là 32. Có hiểu chưa? Đó. Như vậy là một cái dãy số, người ta đánh số từ 1 trở đi. Và ta thường kêu là A, A1, A2, A3, AN. Đó là một cái dãy số. Thì một cái dãy như vậy có thể không phải là số, có thể là chữ. Ví dụ nhé, để tạo thêm một cái dãy khác. Đây, thì tạo thêm một dãy nó là, ví dụ như là danh sách học sinh nhá. Ok. Đó. Thì người ta kéo có thể ở xong này, người ta nhìn đây, sinh đây. Đó. Bây giờ chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể mở đây, bấm lên luôn để mở rộng ra này. Và bấm đây chúng ta có thể nhập tên học sinh được. Ví dụ như người đầu tiên là Hà, enter, người thứ hai là Bình, người thứ ba là Quang, người thứ tư là Liên, người thứ năm là Vĩnh. Đó là tên các bạn học sinh trong lớp của chúng ta. Người thứ sáu là Minh, người thứ năm là Phong, đấy, vân. Người thứ tám là Xuân. Đó. Chúng ta có thể nhập các cái thông tin của một dãy đây. Thì cũng như giống bên này, đúng không? Đối với dãy số, đây là dãy các cái tên thôi. Các cái số ký tự, mỗi một phần tử của dãy là số ký tự. Như vậy là 1, 2, 3 là chỉ số của dãy. Còn cái giá trị cái chữ Hà, Bình, Quang đây là cái giá trị của dãy. Thì giá trị của dãy hoặc là số như bên này hoặc là số ký tự như bên này. Đó, các bạn thấy rồi đấy nhá. Rồi. Anh và chúng ta có thể là tạo ra những cái dãy số và bây giờ chúng ta sẽ quan sát những cái lệnh. Thầy sẽ nói qua với các bạn những cái lệnh nó để chúng ta hình dung nhá. Đây. Thì đây lệnh này chúng ta có thể sau đây chúng ta có thể quan sát những lệnh cơ bản liên quan đến dãy nhé. Đấy. Đây. Đây. Lệnh này này. Lệnh này. Cũng khá nhiều lệnh đấy nhé. Rồi. Giờ chúng ta sẽ qua một lượt nhé. Lệnh thứ nhất này. Lệnh S này. Lệnh bổ sung một phần tử vào cuối của một dãy nhá. Ví dụ chúng ta đang là làm dãy số đây là phần tử cùng là 9 nhé. Bây giờ thầy bổ sung một cái số là 12 vào phần tử cuối của cái dãy số, chúng ta phải làm sao để tự nhập để gõ chữ 12. Đó, chọn đây là dãy số và chúng ta chạy thử thôi. Nhanh nháy này. Đó, có thấy nó vào là số 12 này. Đó. Nhưng mà ta vừa mới đưa số 12 vào sau cùng của dãy. Thì đây là cái lệnh là tạo thêm một phần tử cuối của dãy, bổ sung thêm vào. Con đã hiểu chưa? Nhá. Bây giờ chúng ta làm cái lệnh là bổ sung thêm một người nữa vào cái sách học sinh này.
nên sách giáo sinh ra là có 8 người. Bây giờ thầy bổ sung nhé. Thầy bấm đơn ta chọn dãy số của chúng ta là dãy sách học sinh và thầy nhập tên người nữa vào đây như là An. An. Xong chạy nó này. Đó, kiểm tra nhé An kia. Thầy An vào rồi này. Đó. Thế đây là đây là cái lệnh S là cái lệnh là bổ sung một phần tử vào cuối của một dãy. Con đã hiểu chưa? Nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh này. Đây là cái lệnh mà chúng ta sẽ xóa một phần tử của dãy. Phần tử số 1, số 2, số 3. Ta sửa đối với dãy số rồi nhá. Đây này. Bây giờ thầy muốn xóa cái số 100 đi. Xóa cái nào? 100 đây này. Thì thầy đây thì gõ bao nhiêu? Thầy ở đây thì gõ cái số 8. Tức là gõ cái chỉ số của nó. 8 là xóa phần tử thứ 8 của dãy số. 8 và 8 đây này. Kiểm tra nhá. Nháy này. Đó. Đây bạn thấy là bây giờ là cái số 100 là mất rồi. Đó. Thì đây là cái lệnh là lệnh thứ 2. Là cái lệnh là xóa một phần tử thứ mấy đó của dãy số. Còn đây là cái lệnh là xóa toàn bộ một cái dãy, delete all. Nhân đây là delete một phần tử. Đúng không? Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ cái lệnh này. Cái này nó làm cái hàm số, nó là mô tả cái độ dài của cái dãy dãy này. Nháy vào đây xem nhé. Đấy là 9 này. Như vậy là cái dãy số chúng ta đang có 9 phần tử. Đấy. Ta kiểm tra đối với dãy học sinh nhá. Em vào đây. Cũng là 9, 9 này. Đó. Mà đây là cái hàm length là cái để mà tính cái độ dài hiện thời của dãy có bao nhiêu số. Rồi. Tiếp theo nữa chúng ta lệnh này là chèn một phần tử vào trước cái vị trí nào của dãy số. Bây giờ sửa nhé. Thầy muốn chèn vào cái số là trước số 2, trước vị trí 2, trước số 2 và đằng sau số 12. Thì làm thế nào? Thầy chèn cái số có tên là 101 vào cái vị trí là sau cái số 2 và trước 12. Thì làm thế nào? À, sau 12 và trước 2 thì đây chính là vị trí số 2. Chèn vào vị trí số 2. Nó sẽ chèn vào cái vị trí là đằng sau số 2 và trước 12. Đấy thử nhá. Đó, chưa? Nó chèn vào là 101 vào trước số 2 và đằng sau số 12. Đây là cái lệnh là chèn một cái giá trị vào vị trí thứ mấy của dãy số của cái dãy đã cho nhá. Đó. Thế ví dụ ở đây nhá. Thầy muốn chèn cái tên là Hoa vào đằng sau Hà nhưng mà đằng trước Bình. Thì thầy gõ đây là gõ Hoa, xong đây chọn vị trí là 2. 2 tức là đằng sau Hà và trước Bình. Đấy vào đây nhé. Thầy ơi, là dãy số học sinh không phải là dãy số. Sao? Đây, Hoa đây này. Đây thầy nhầm bên này. Khi nhầm bên này là Hoa bên này nhé. Điều chỗ này thầy phải xóa như này đi. Bấm nữa để xóa cả chỗ này. Đó. Rồi, còn đây là cái lệnh là thay thế một cái phần tử thứ mấy đó của một cái dãy số bằng một số khác. Ví dụ nhá, thầy thay cái người tên là Bình bằng một tên khác nhá. Thì vị trí Bình là số 3, thầy bấm lên đây số 3. Thầy thay cái vị trí người số 3 bằng một tên khác, được thay bằng một cái tên là Hùng chẳng hạn. Hùng. Chọn ở đây là sách học sinh nhá. Bấm lên này. Đấy. Thay chưa? Hay cái Bình bằng Hùng rồi đấy nhá. Đó thì còn rồi ở đây là những cái hàm số này, đây là những cái hàm để đây cái hàm này này, hàm này là lấy ra phần tử thứ mấy đó của dãy, muốn lấy ra phần tử số 1, số 2, số 3 nhá. Thật là dùng hàm này rất hay dùng này. Còn cái hàm này là cho trước một giá trị, thử kiểm tra xem nó là vị trí thứ mấy ở trong cái dãy dãy đó. Hàm này ít dùng hơn nhưng cũng dùng. Còn đây là cái hàm đây chính nó rồi. Còn đây là cái hàm là kiểm tra xem dãy này có chứa cái giá trị đấy không. Nếu có nó trả lại là đúng, không có thì là sai, được chưa? Rồi, như vậy là thầy vừa nói qua các bạn một vài cái thao tác với dãy, nhưng mà nói thế thôi, nhưng muốn dùng thành thạo được chúng ta phải lập trình, ta phải làm bài tập nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập sau đây, làm đơn giản. Để thầy như này,
Bây giờ thầy làm bài tập như sau này. Mèo đi. Bây giờ chúng ta sẽ nhập từ bàn phím một cái dãy số mà sau đó là mèo sẽ hiển thị dãy mà chúng ta vừa mới nhập vào. Đầu tiên mèo hỏi là bạn muốn nhập mấy số? Ta nói là ta nhập 3 số. Sau đó là mèo yêu cầu là bạn nhập số 1, số thứ nhất, bạn nhập số thứ 2, bạn nhập số thứ 3, vân vân. Khi ta nhập xong thì mèo sẽ báo là các số bạn đã nhập là tự nhiên là 7, 8, 10. Được chưa? Nhưng mà bài tập đơn giản nhé, bây giờ chúng ta làm một tập đó đơn giản để chúng ta hình dung được cái các thao tác dễ là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ new và chúng ta tạo ra một cái bài tập mới dùng mèo thôi nhé, mèo thôi. Đó. Rồi. Thế bây giờ mèo sẽ hỏi, đầu tiên hỏi là bạn muốn nhập bao nhiêu số? Ta có biết nhớ là n. Người ta nhập tôi gọi là 10. Sau đó là mèo sẽ nói là bạn hãy nhập số thứ nhất, bạn hãy nhập số 1, thứ 1, bạn hãy nhập số thứ 2, bạn hãy nhập số thứ 3, bạn nhập số thứ 10. Khi nhập xong 10 số thì mèo sẽ báo là bạn số các số bạn đã nhập là mình hiện ra trên màn hình. Được chưa? Như vậy là yêu cầu nhập toàn phím. Rồi chúng ta làm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra biến nhớ có tên là n để mô tả cái số lượng phần tử của dãy số mà chúng ta cần nhập trước đó. Ok vào đây. Rồi. Sau đó chúng ta bấm đây, chúng ta chọn mà tạo một cái dãy số nhá. Dãy số là cái tên là cái biến nhớ dạng list nhá. Đây không phải là tôi ẩn đi. Rồi. Và mèo sẽ là cái người mà của chúng ta nhập vào nhá. Rồi. Đây mèo đây. Mèo sẽ là cái người nhập vào đây. Đó, đầu tiên mèo đây nhá. Thì trước khi mèo yêu cầu chúng ta nhập vào thì mèo phải xóa toàn bộ dãy chúng ta đang dùng đi và đang có đi để xóa lại nhập từ đầu. Mèo sẽ vào cái lệnh này và mèo hiện cái lệnh là gì? Là delete all delete all đi. All of dãy số. Trước khi mà hiện nhập, mèo yêu cầu chúng ta là xóa, mèo sẽ xóa sạch từ đầu để cho nhập từ đầu nhé. Sau đó là mèo sẽ làm gì? Mèo sẽ yêu cầu chúng ta nhập số n. Đây mèo sẽ vào cái lệnh này và sensing và mèo hiện cái lệnh này là bạn hãy nhập số. Hãy nhập nhập số tự nhiên n. Đó, n. Là chính là số có số hạng của dãy số. Sau đó mèo sẽ làm gì? Mèo sẽ làm cái lệnh là gì? Là hiện cái lệnh là gán cái số mà chúng ta nhập với vào n. Mèo gán cái giá trị là answer nhập vào n. Đó. Được chưa? Đấy, bạn thấy. Nhưng mà đây là cách chúng ta nhập từ bàn phím một cái số n nhé. Sau đó mèo sẽ lần lượt, mèo sẽ dùng lệnh lặp, yêu cầu chúng ta là lặp đúng n lần, mỗi lần là nhập một số từ bàn phím. Các bạn thấy không? Nhập tới đâu mèo đưa vào cái mảng, đưa vào cái dãy số và nhập xong thì mèo sẽ hiển thị ra màn hình cái dãy số đó. Em nhé, mà xem thì làm rất đơn giản, biết làm như sau. Bây giờ đây rồi, mèo sẽ làm gì? Mèo sẽ dùng lệnh lặp repeat này. Repeat bao nhiêu lần? Repeat n lần. Chúng ta vào ở đây và chúng ta kéo cái n ra. Mèo sẽ lần lượt hỏi và chúng ta sẽ phải nhập là n số. Mà mèo sẽ yêu cầu là nhập số thứ nhất, nhập số thứ hai. Như vậy mèo sẽ cần cái biến nhớ nữa để mô tả cái số tự của dãy. Mèo sẽ dùng, ta gọi là biến k đi. Biến k nhé. Biến k. Rồi mèo sẽ làm như sau này. Đầu tiên mèo cho cái biến k này bằng 1. Mèo làm ban đầu. Từ đầu dãy số trở đi nhé. Mèo để ở trên này. Đấy. Sau đó mèo sẽ hỏi cùng lệnh sensing để mèo sẽ là bạn hãy nhập số thứ n nhé. Thì bạn hãy nhập số thứ 1, thứ 2, thứ n. Thì như vậy phải nối hai cái tự, nối hai cái sâu lại. Và chúng ta vào cái lệnh này, chúng ta nối lại, dùng lệnh nối nhé. Join được rồi, join đây. Đó. Và đây chúng ta lệnh này. Bạn hãy nhập số thứ mấy? Thứ n. Chúng ta kéo cái n này vào đây này. Để chúng ta copy duplicate. Đấy, được chưa? Và khi người dùng một nhập vào thì lập tức là mèo bổ sung cái số này vào cái dãy số này. Chúng ta vào cái này, chúng ta kéo cái lệnh là add. Đấy. Là bổ sung cái số này vào dãy số. Bổ sung cái gì?
bổ sung cái giá trị answer này ta nhập vào đó. Đây nhé. Mèo sẽ yêu cầu là nhập số thứ mấy này, sau đó chúng ta sẽ nhập từ bàn phím vào thì nó đưa vào cái biến nhớ là answer là biết rồi. Và khi sau đó thì mèo sẽ nhập bổ sung cái này vào cái số. Và sau cái lặp này là xong này. Con thấy chưa? Và sau đó thì mèo sẽ thông báo là dùng lệnh gì, dùng lệnh save để thông báo là bạn đã nhập cái dãy số là, bạn đã nhập dãy số là. Như vậy ta cần phải nối hai hành vẫn vẫn phải nối. Dùng cái lệnh join đây. Để mô tả cái số chúng ta cũng có thể đưa cả cái biến dãy số vào trong cái câu hội thoại và trong một cái show nhé. Bạn đã nhập dãy số là. Đấy. Và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể kéo cả cái dãy số này, dãy số này. Đây. Kéo vào đây, kéo cả vào đây. Đó. Như vậy là cái lệnh join này có thể nối cả một dãy số luôn. Thấy không nào? Không chỉ có thể nối một số mà cả một dãy số được. Mà đây chính là cái lệnh là, đây chính là cái chỗ mà mèo có thể hiển thị ra màn hình cái số đó nhé. Đó, vậy là xong. Chúng ta chạy thử nhá. Sẽ đúng hay là sai nhé. Để ta chạy thử để ta phóng to để chạy thử nhá. Đây này. Đấy. Nhập N nhá. Nhập dụ như là 5 này. Ta bấm là 5 nhé. Và Enter nhé. 5 này. Enter. Đấy, sau đó là nhanh nhé. Thầy quên rồi. Ở đây có lệnh là thay ca, tăng ca lên 1 nhá. Đây ca 1 rồi mà. Ta chạy lại này, thì đúng nhá. N set ca nhá. N là 5 này. Đấy. Ô, bạn nhập số 5 là nào nhỉ? Sai đâu nhỉ? Ca bằng 1. À đây không phải N ở đây, đây là K chứ đúng không? K. À K đúng rồi đúng không? K đúng không? Đây là K nhá. K mới đúng có thể mình thơ. Sau đó là phải tăng cái này lên một đơn vị này. Đó. Ở đây là K mới đúng nhá. Rồi, ta thử nào. Ta thử nhá. Điểm đúng rồi đấy. Rồi N nhá. Như là 4 số cho dễ nhá. Đấy, số thứ nhất nhá, nhập là 20 này. Số thứ hai là 13 này. Số thứ tư là 34 này. Số thứ năm là 80 này. Enter. Đấy. Máy mà mèo báo là bạn đã nhập cái số là 20 13 34 80. Thấy chưa nào? Các bạn thấy như vậy là đây là cái bài tập rất đơn giản ban đầu thôi để chúng ta hình dung được là cách chúng ta làm việc. Đây là cái lệnh chúng ta bổ sung một phần tử. Mày con đã hiểu chưa? Nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi cái bài này là bài đầu tiên của buổi hôm nay nhá. Ghi là bài B1 của buổi hôm nay. Hôm nay chúng ta là buổi thứ mấy nhỉ? Buổi thứ 9 rồi. Nha. Đây là bài B1 của buổi hôm nay. Nha. Bài đầu tiên. Lệnh xếp chứ không phải lệnh ghi nhé. Nhé. Đây là bài B1. Đây là cái bài mà chúng ta làm cho mèo cái câu chúng ta là nhập từ bàn phím một cái dãy số nhé. Vì chúng ta có thể làm tương tự là mèo yêu cầu là nhập từ bàn phím một dãy các học sinh, danh sách học sinh, và chúng ta mèo cũng thể hiện ra danh sách học sinh như thế thôi. Bạn ta sửa một chút thì là ra nhé. Đó. Đó là bài thứ nhất nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là có thêm bài tập gì nữa ở cái phần này. Phần này là phần rất là hay đấy. Chung là cái phần dãy số là phần có rất nhiều cái bài tập quan đến dãy số ở mức độ đơn giản thôi nhé. Đây. Bây giờ như này nhá. Bây giờ ta làm một cái trò chơi vui thôi nhá. Trò chơi vui thôi là như thế này. Sao các bạn còn
Rồi bây giờ thầy là thôi bây giờ làm thầy sẽ làm ví dụ thứ hai. Tức là mày bởi được vui vội thì thầy làm ví dụ thứ hai để các bạn thấy cái vai trò của cái vai trò của cái dãy số là hay lắm như thế nào nhé. Bây giờ như này. Bây giờ chúng ta làm cái bài tập mà một cái bài kiểm tra đơn giản thôi. Để tìm hiểu về động vật. Ví dụ như vậy nhá. Đó. Bây giờ như này. Giáo viên sẽ hiện trên màn hình một con vật và hỏi đây là con gì, và chúng ta sẽ phải nhập vào viện con chó đó. Nếu mà đúng thì giáo viên đó là đúng rồi, nếu sai giáo viên đó là sai rồi, xong giáo viên lại chuyển sang một con khác, cứ như vậy nhá. Thì chúng ta sẽ làm bài tập đơn giản đó thôi, rất đơn giản thôi. Chúng ta nhập trước vào máy tính một dãy các con vật và chúng ta tạo một nhân vật và có đúng ảnh các con vật đó trong một tí nó có rồi, và chúng ta làm bài tập đó nhé. Bài này phải dùng dãy. Rồi chúng ta new cái bài mới và chúng ta sẽ làm thử nhé. Bài này là chúng ta cần yêu cầu là tạo ra một nhân vật là giáo viên. Đây, đây là cô giáo nhé. Đây là cô giáo nhé. Cô giáo. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ nhân vật mèo thì chúng ta sẽ biến thành nhân vật. Đây, mèo ở đây nhá. Chúng ta sẽ biến mèo thành một nhân vật có tên là động vật. Chính là một cái bộ dữ liệu mà để giáo viên hỏi học sinh. Đó. Một tập này là khá đơn giản. Chúng ta vào mèo vào cái phần trang phục và chúng ta sẽ bổ sung vào đây. Ta xóa cái này đi. Và chúng ta sẽ đặt tên cho từng con vật một nhé. Ở đây chúng ta đặt tên là con mèo. Đấy, con mèo nhé. Sau chúng ta các bạn tạo ra nhanh cho thầy mà tạo nhanh khoảng 5-6 con cho nó dễ thôi nhé. 5-6 con này. Đấy, con thứ hai là con đây, con bất kỳ con gì đây. Con thứ hai nhé. Con thứ hai đặt tên là con gấu nhá. Đấy, thứ hai. Con thứ ba ta vào đây và ta đặt tên bất kỳ một con gì đó. Con thứ ba sẽ là con cua. Con thứ ba là con cua nhá. Con cua. Đấy, con cua. Con thứ tư chúng ta không còn nhiều, chúng ta đặt một vài con thôi để cho làm một mẫu thôi. Còn sau này thì các bạn về nhà các bạn sẽ bổ sung ra thành nhiều con khác nhá. Con thứ tư là con chó. Đấy. Đây là con chó. Con chó, được chưa? Đó, nhá. Rồi. Đây, chúng ta chú ý là phải có đúng là chữ con mèo thì là chữ con viết hoa, còn chữ mèo không viết hoa như con gấu cũng vậy. Là chữ C viết hoa, con gấu đây, con cua đây, con chó thì ta thêm con nữa cho nó hay, thành 5 con nhé. 4 con ít quá, 5 con đi. Chúng ta kéo xuống đây. Thì một con nữa nhá. Hôm nay con vào cho nó hay một tí nhé. Đây con vào. Rồi. Nhá. Rồi. Thế bây giờ chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy là tên con vật này. Để chúng ta nhá. Đây. Bây giờ chúng ta tạo một cái dãy số đây. Số này có tên là động vật đi. Động vật nhé. Và chúng ta nhập vào đây theo đúng cái này. Các bạn phải nhập tên đúng nhá. Đây, đúng cái tên là bên này là con mèo này, có chính xác luôn nhá. Con mèo. Con thứ hai là con gấu, chúng ta biết chính xác, không được phép sai. Con gấu. Con thứ ba là con cua. Con thứ tư là con chó. Con thứ năm là con voi. Rồi. Đó. Như vậy chúng ta đã tạo ra là một cái danh sách các con vật là có cái tên các nhân vật của nó trùng với tên của các nhân vật ở bên này. Đó. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta ẩn cái này đi và chúng ta vào lập trình. Nhé. Như sau này. Giáo viên sẽ lần lượt là hỏi đây là con gì? Và sẽ sinh ra một con này sẽ phải hiển thị con vật đó ở trên màn hình và người dùng sẽ nhập vào. Nếu mà nhập đúng tên con vật thì giáo viên nói là đúng rồi,
còn nó vẫn tiếp sai, nó là sai rồi và giáo viên chuyển sang một sau, cứ như vậy làm liên tục như vậy cho nên liên tục như vậy nhé, nhé. Rồi điều chúng ta sẽ lập trình cho giáo viên này nhé, giáo viên đây nhé. Thì để mà hiển thị cho đúng con vật gì thì giáo viên sẽ dùng một cái biến nhớ để mô tả thứ tự của con vật đó. Giáo viên sẽ tạo ra một cái biến nhớ, đây biến nhớ có tên là K chẳng hạn, để mô tả cái thứ tự con vật mà giáo viên muốn tạo ra nhé, thứ tự con vật đây nhé, được chưa? Thì giáo viên có thể hỏi lần lượt là K cho K bằng 1, 2, 3, 4, 5, nhưng mà chúng ta có thể cho K là một cái số ngẫu nhiên mà đạt được nhé, nguyên từ 1 đến 5. Rồi vì làm sao này, vì là ta cho cái giáo viên này vào trong cái vòng lặp, ta cho giáo viên là sẽ hỏi gì trong vòng lặp là vĩnh viễn, hỏi liên tục nhé. Và mỗi lần như vậy giáo viên hỏi như sau, giáo viên sẽ đặt cái giá trị K, set K là một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 5, vì chúng ta có 5 cái chúng ta có 5 con vật như vậy này, 5 con vật từ 1 đến 5 nhé. Đó thì giáo viên sẽ tạo ra mua cho K là ngẫu nhiên ở đây là ngẫu nhiên từ 1 đến 5, rất hay nhé. Chúng ta đặt là set K là từ ngẫu nhiên từ 1 đến 5, chúng ta chọn cái này đó vào đây nhé, và chọn cái này ngẫu nhiên từ 1 đến 5 nhé. Đấy, và sau đó giáo viên sẽ ra lệnh để cho con vật để hiển thị đúng con vật này và giáo viên hỏi đây là con gì nhé. Đó, giáo viên sẽ hỏi đây, rồi đây là con gì, đây là con gì, được chưa? Đấy, khi người dùng mà nhập vào ấy, người dùng nhập vào là bằng tên mà, thì giáo viên so sánh cái tên đó với tên con vật hiện ra ở đây, nếu mà đúng thì giáo viên nói là đúng rồi, nó sai rồi. Giáo viên phải so sánh cái tên của người dùng nhập vào đấy, so sánh cái answer này với cái gì nhỉ? À đây, với cái này ta vừa học xong, với cái này, với cái giá trị lấy ra, đây là ta lấy cái hàm nhá, đây với cái giá trị lấy ra cái phần tử thứ K của động vật, nó là động vật là gì, là danh sách các con vật, động vật là cái này này, đó phần tử thứ K của nó, đây là con cua hay con chó hay con mèo ở đây nhá, đó đây chính là gì, phần tử thứ K. So sánh cái này bằng cái này thì là đúng rồi, nếu sai thì là sai rồi. Như vậy đây có một lệnh nữa ở đây để kiểm tra chuyện đó, ta vào đây nhé, vào lệnh là if then else, đó đây nhá, đưa nó vào đây kiểm tra này. Đó, nếu đây cho chúng ta giữ bằng, nếu mà cái answer này, nếu mà người dùng nhập vào được answer này nó đúng cái này, cái bằng cái này, đó thì trả lời là đúng rồi, còn không thì là sai rồi. Đây đúng rồi, đúng rồi nhá, còn nếu không thì là sai rồi. Sai rồi. Chúng ta có thể thu âm cho hay nữa nhé, chúng ta vào âm thanh của giáo viên và thu âm hai cái âm thanh đúng rồi và sai rồi nhé, còn hay nữa này. Đúng rồi, ghi vào đây nhé, đúng rồi. Chúng ta thu âm cái thứ hai là đúng rồi, đây thu âm nhé, sai rồi. Vậy là thứ hai sẽ là sai rồi, sai nhá, sai rồi. Bây giờ ở đây giáo viên sẽ một cái âm thanh, giáo viên sẽ start sound chỗ này này, đúng ở trên nhé, không ở dưới, thì ở trên để dưới thì là không đúng, ở trên là nó phát âm thanh và chạy bung là lệnh này nhé. Còn ở chỗ này là sai rồi. Thế đây là phần của con của giáo viên, nhưng mà làm sao khi giáo viên hỏi cái này là con vật hiển thị ra đúng ở đây thì làm thế nào nhỉ? Đấy, thì chỗ này nhé, giáo viên sẽ phải ra một cái lệnh để cho con nhân vật vật này hiển thị đúng con vật của mình ở đây. Thì giáo viên dùng lệnh gì? Giáo viên dùng một cái thông điệp để thông báo cho nhân vật là hãy
là hãy hiển thị con vật thứ K đi. Nên là bấm lên Sumi chọn K nhé. Sumi chọn K rồi, giáo viên sẽ gửi một thông điệp. Các bạn học tiếp rồi đúng không? Gửi thông điệp đây. Gửi một thông điệp để sau cái này này. Sau khi mà giáo viên là sinh tự động sinh cái số K và giáo viên sẽ gửi một thông điệp đặt tên đó là ví dụ như là hiển thị con vật để thông báo cho con vật biết là hiển thị đi nhá. Đó là con vật đây, con vật sẽ gì, con vật sẽ sau khi nhận được thông điệp được đây, thông điệp là hiển thị con vật thì con vật sẽ làm gì, sẽ switch custom to đúng không. Đây dùng lệnh này, dùng cái lệnh là switch đây, switch custom to cái gì, to cái gì nhỉ, to cái số K là nhanh nhất đó. Nên con vật nó sẽ hiển thị kia trang phục đến vị trí thứ K của mình nhé. Và cứ thế là giáo viên sẽ hỏi người ta chạy thử nhá. Bài này là chạy thử này, đây chạy thử nhá, chơi này. Đây, đây là con gì nhá. Giả sử tôi gõ sai nhá, tôi gõ là con mèo này. Mèo. Sai rồi. Sai rồi. Và sang con thứ hai, đấy nhá, tôi gõ này. Con voi này. Đúng rồi. Đúng rồi nhá. Vẫn là con voi này, vì nó sẽ trùng nhau thôi. Vì nó là ngẫu nhiên. Đúng rồi. Con voi. Đấy, con mèo nhá. Đúng rồi. Cứ như vậy nhé. Tức là về đây chúng ta nó có ít con vật thôi mà cũng vì ít con vật cho nên khi nó sinh ngẫu nhiên ấy thì nó rất là trùng nhau. Thầy ơi. Đúng rồi. Thầy ơi. Ơi. Cho con xem là ai cái đoạn vừa rồi ạ. Đoạn nào? Đoạn của cô giáo hay của con vật? Cô giáo nhé. Đây này. Đây. Thế bên đây các bạn thấy là vì chúng ta chỉ có 5 con vật thôi nhưng mà khi mà sinh tự động là nó sẽ sinh ngẫu nhiên thì nó sẽ trùng nhau. Nhưng mà giả sử chúng ta có một dài hơn như là 10 con, 20 con, 30 con vật thì nó thành cái bài kiểm tra rất là hay. Đây cho con xem con vật ạ. Sao con vật ra? Đây này, con vật đây này. Thế này thôi. Khi mà người nhận thông điệp là hiển thị con vật thì nó chuyển chuyển trang phục về vị trí thứ K. Thế thôi. Bài này chúng ta dùng cái tay sách là ở đâu? Ở chỗ này này, dùng ở chỗ này nhé, dùng ở đây này. Đó, chúng ta phải lấy, nếu mà người dùng mà nhập tên con vật mà trùng với tên của con vật ở trong tay sách ấy, thứ K thì là đúng. Đấy, như vậy chúng ta rất cần cái tay sách này này. Cần cái này lắm để lần máy nó kiểm tra. Được chưa? Đó, như vậy đây là cái bài tập, cái trò chơi đầu tiên của ngày hôm nay, cái trò chơi là một cái bài học tập thôi, là coi như là tìm hiểu về động vật đúng không nào. Đó, chúng ta ghi bài này là bài tập số 2 của hôm nay đúng không, có hiểu chưa nào nhé. Đây là cái bài đơn giản thôi nhưng mà thật là đối với các con là hơi khó đấy, vì chúng ta chưa quen lắm với cái với dãy, còn chưa quen với mấy cái bài tên làm sao nhá, mấy bài lọc họ với cả phần đệm với cả tên ấy. Làm được chưa, có làm được chưa? Nhiều con còn nhiều chỗ thắc mắc lắm thầy. À thế khi nào đó thì sẽ trả lời sau nhá, con phải tìm hiểu thêm nhé. Được chưa? Như vậy là đây là cái bài tập mà nữa, bài tập nữa cũng rất là hay và chúng ta bắt đầu tìm hiểu về khái niệm là dãy nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm một số cái bài tập nữa về dãy nhé, để con có hình dung được là như thế nào. Bây giờ như này, bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập cho trước một dãy số nhé, và giáo viên sẽ hỏi và chúng ta sẽ trả lời. Vậy là chúng ta sẽ làm một cái bài tập là gì? Là tính tổng một dãy đúng không? Tính tổng dãy, hãy đếm số lượng, đếm số phần tử của dãy. Đó thì là cái bài tập đơn giản nhất về dãy, dãy số nữa là tính tổng này, đếm số này là học ngay bây giờ nhé. Được rồi, giáo viên sẽ là người sinh ra các cái dãy số đó và chúng ta sẽ làm bài tập nhé. Rồi.
Thế bây giờ thầy sẽ làm cùng nhau tất cả làm một số bài tập thì nữa liên quan đến đến dãy số. Ok. Đây nhé, bây giờ thầy sẽ tạo ra một nhân vật là giáo viên cho nó dễ nhé, thầy giáo viên. Không nhau là thầy tạo một cái số. Thế này nhé. Đây. Thế bây giờ cái bài tập là gì? Bây giờ thầy sẽ tự động thì sinh ra một cái dãy số tự động. Thì nói không nói đây. Ví dụ thầy tạo ra một dãy là 10 số. Đúng không? Đầu số mà số đó là đầu nằm trong khoảng từ từ 1 cho đến 30 chẳng 20 chẳng hạn. Thì làm thế nào? Đây. Thầy sẽ sinh ra một dãy số và bên số máu này nhé. Giáo viên sẽ tạo ra một dãy số, hiện là giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên một dãy số gồm có là 10 số và hiện trên màn hình. Được chưa? Rất đơn giản thôi. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái biến nhớ có tên là biến nhớ là dãy. Đây. Hẳn là tiếng Việt cho nó hay, dãy số. Được chưa? Đó. Đó là cái biến nhớ kiểu dãy. Vậy đây nhé. Rồi. Sau đó giáo viên sẽ tạo ra một cái biến nhớ bằng hãy dùng để chạy. Biến nhớ nó gọi là biến K nhé. Dùng để mà ta sinh ra cái dãy số. Phân tử của dãy số là gọi là biến K nhé. Thậm chí là chưa cần nó biến K này thôi được. Nhé. Không cần K. Rồi. Thế bây giờ nhé. Giáo viên sẽ tạo ra, sẽ sinh ra cái dãy số đó và hiển thị trên màn hình đó chúng ta biết nhé. Nào chúng ta thử nào. Đầu tiên bao giờ khi chúng ta làm việc với dãy số đấy, thì đầu tiên khi bắt đầu vào chương trình ấy, chúng ta phải xóa hết đi để nó tạo ra một nó tạo ra một dãy là rỗng nhé, để đài lệnh xóa toàn bộ dãy đi. Sau đó giáo viên sẽ dùng cái lệnh lặp 10 lần và mỗi lần như vậy là giáo viên sẽ sinh ra một cái số ngẫu nhiên và đưa vào dãy số này. Chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng cái lệnh là ép phần tử, ép cái phần tử nào đó vào dãy số là một phần tử ngẫu nhiên. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta chọn cái lệnh này đó. Ví dụ như chúng ta tạo ra các phần tử ngẫu nhiên từ 1 đến 20 chẳng hạn, 20 nhé, và đưa vào cái dãy này. Đấy. Đây là cái lệnh là gì? Là giáo viên sẽ liên tục là 10 lần, mỗi lần như vậy là tạo ra một cái số ngẫu nhiên và đưa vào dãy số đã cho, và sau cùng giáo viên sẽ hiển thị ra cái dãy đó. Đấy, dùng lệnh này để hiển thị. Đây. Chúng ta nối lại thôi, chúng ta nối lại hai dãy số được sinh là cho nó hai nối lại đây dãy số được sinh tự động là nhé. Chúng ta nối cái này lại, nối cái này lại kéo này. Đó. Chạy thử nhé, chúng ta chạy thử này. Đấy. Số là 13, 6, 14, 0, 10, 9, 4, 12, 14, 5, 16. Chạy lại nhé. Đấy. Làm mỗi lần ra một cái dãy khác. Đấy. Mỗi lần ra một cái số ngẫu nhiên khác, được chưa? Đó. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập nhé. Làm bài tập. Đơn giản thôi. Thì chúng ta ghi lại là bài số B3 nhé. Bây giờ các con hiểu gì rất là dễ số rồi gì? Thế bây giờ cần làm bài tập. Bây giờ bài tập 1 là bài tập là tính tổng số, tổng dãy này. Tổng dãy này con làm được không? Tổng này là bài toán của học sinh lớp mấy? Học sinh lớp 3 làm được rồi, ngon lành rồi. Bây giờ chúng ta làm nhé. Sau khi giáo viên hiển thị cái dãy số thì giáo viên sẽ hỏi là em hãy tính tổng các số của dãy sau đây mà chúng ta nhập từ bàn phím. Nếu mà đúng, giáo viên nói là đúng. Nếu sai, giáo viên nói là sai. Được chưa? Đấy. Như vậy là vẫn là đây thôi. Bài tập mà chúng ta làm ở đây và chúng ta sẽ sửa lại này thôi. Lệnh này không phải là cái lệnh là say mà lệnh là lệnh hỏi là lệnh này, lệnh sensing này là em hãy tính tổng các số của dãy sau đây. Chúng ta dùng tôi đồ cái này sang nhưng mà có lưỡi lệnh say mà đi này, dùng lệnh là em hãy tính tổng, em hãy
Máy tính. Các số của dãy sau. Đó. Được chưa? Đó. Và đây. Chúng ta mà trả lời. Đây, chúng ta trả lời là 78 chẳng hạn. Khi enter vào thì giáo viên nói ngay là đúng hay là sai. Đó. Được chưa? Đó thì bìa đấy nhá. Khi mà đây là cái lệnh để ask để hỏi thôi. Sau khi nhập vào rồi thì giáo viên sẽ phải kiểm tra giữa cái answer này với cái tổng của dãy số đã cho. Được chưa? Đấy, và bìa chúng ta sẽ phải học làm cái lệnh với cái chương trình để mà tính tổng của một dãy số. Được chưa? Rồi, tính tổng cần cái gì? Chúng ta cần một cái biến nhớ để mô tả cái tổng. Ký hiệu là S. Biến nhớ thứ hai thì mình chạy theo cái dãy là ký hiệu là K. Như vậy thầy cần tạo ra cái biến nhớ có tên là K là 1, K đây rồi. Biến nhớ thứ hai là tên là S là dùng để tính tổng của một dãy số. Được chưa? Đó, tổng dãy số nhá. Làm chia đây cho tính tổng này. Chúng ta một tính tổng là S và soi cho máy kiểm tra là nếu mà SC bằng answer là đúng. Được chưa? Đó. Chứ làm như sao nhỉ? Bài tập tính tổng đây nhá, chúng ta chú ý này, tính tổng đấy nhá, là tính tổng này. Cái đề bài tập này là cái bài tập này chúng con làm cẩn thận nhá. Con chú ý xem quan sát nhá. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái SC ban đầu là bằng 0. Sau đó chúng ta cho K này chạy từ 1 đến cuối cùng của kia đặt K bằng 1. Đặt K bằng 1. Và sau đó chúng ta sẽ lập theo chiều dài của cái dãy này. Chúng ta dùng cái lệnh là repeat. Các bạn quan sát chú ý nhé. Repeat. Ở đây muốn cho tổng quát. Tổng quát thì không phải là số 10. Tổng quát là lập theo chiều dài của cái dãy số. Chúng ta dùng cái hàm. Hay hơn nhiều. Chúng ta dùng cái hàm này. Cái hàm mà chúng ta dùng cái hàm là hàm length. Đây là cái hàm là mô tả cái chiều dài của dãy số. Đó, tổng quát nhá. Ở đây có thể là 10, có thể là đây có thể thấy biết đây có thể là 10, có thể là 12, có thể là 14, không quan trọng, đúng không nào? Đó. À, nhưng mà ở đây tổng lên là tổng theo chiều dài của dãy số nhá. Thế là như sau, chúng ta sẽ cho là S. Mỗi lần chạy như vậy, cho K chạy từ 1 chuyến cho đến chiều dài của cái dãy. Và chúng ta sẽ dùng cái lệnh gì? Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là set đặt SC. Đặt SC bằng cái gì? Bằng tổng của SC với phần tử thứ K của dãy. Đây, bằng tổng đây. SC thì bằng tổng của SC với phần tử thứ K của dãy. Đây chúng ta sẽ phải để kéo thằng S ra một lần nữa. Đây. Chúng ta lấy tổng SC. SC bằng tổng của SC cộng với gì? Cộng với phần tử thứ K của dãy. Và sau đó chúng ta sẽ trên K by 1, thay đổi K lên 1. Cho K chạy từ 1 đến độ dài của dãy. Thế đây là cái đoạn chương trình để mà tính tổng của SC. Chứ này đây là phần tử thứ K của dãy, chúng ta phải dùng lệnh gì? Chúng ta phải dùng cái lệnh này kéo lệnh này ra là item. Đó. Ai là cái phần tử thứ K của dãy, chúng ta kéo cái K lên, kéo K lên xuống. Thấy khó một tí đúng không? Còn thấy khó không? Đây là phần tử K của dãy nhá, chúng ta đưa vào đây này. Đó. Thì đây chính là cái đoạn chương trình để mà tính cái tổng của dãy số đã cho nhá. Tức lại này. Đầu tiên cho S bằng S chính là tổng. S bằng 0 cho K chạy bằng 1 và K sẽ chạy từ 1 cho đến độ dài của dãy. Chúng ta dùng lệnh lập là repeat length of dãy số. Và mỗi lần lập như vậy chúng ta là cho SC bằng SC cộng với phần tử K của dãy và tăng K lên 1. Thì sau đúng là lập này thì cái SC chính là tổng các phần tử của dãy. Và cái này chúng ta đưa lên trên, đưa trên lên. Đó, đưa lên. Sau khi nhập vào nhé, chúng ta sẽ tính tổng. Tổng xong chúng ta sẽ kiểm tra những answer bằng tổng thì là làm đúng, làm khác tổng thì là sai. Chúng ta dùng cái lệnh gì? Chúng ta dùng cái lệnh là if kiểm tra như này. Đó, if then else nhá. Yeah. If then else. Nếu mà cho dấu bằng ở đây nhá, yeah, dấu bằng bằng
Nếu mà answer mà bằng SC là đúng. S tổng mà answer bằng S luôn thì là thông báo là đúng rồi. Thông báo là đúng rồi. Còn nếu không thông báo là sai rồi. Đúng này nhá. Đó. Thông báo là đúng rồi. Và đây là bài tập là cái bài tập để tính tổng của các số dành cho học sinh lớp 3, lớp 4 như đó là được đấy, đúng không? Sai rồi. Lớp 3 là có thể làm được rồi. Đó. Thầy ơi. Ơi. Cái length of dãy số này thì nó là cái gì ạ? Là cái độ dài. Là số phân tử. Vâng, độ dài nhưng mà là số phân tử. Đúng rồi, số phân tử. Với cả còn cái S. S là mình nhớ thôi. S đặt S thì bằng S là tổng. Nhớ S là tổng, là S dùng để tính tổng các số của dãy số. Nhớ. Vâng, nhưng tại sao lại đặt S bằng bằng S cộng với đây là từ cái gì? K của dãy số. Vâng. Ừ. Tính tổng là gì? Đầu tiên cho S thì đầu tiên là cho S bằng 0 này. Sau đó là S cộng một phân tử thứ nhất này. Đúng không? Sau cộng một phân tử thứ hai này. Gọi cái số đó là A1, A2, A3, AN đúng không? Thì làm S sẽ bằng là A1 cộng A2 cộng A3 cộng B cộng N. Nhưng làm lượt lại làm N lần. Lần 1 là S bằng A1. Lần thứ 2 là bằng S bằng A1 cộng A2. Lần thứ 3 là S bằng A1 cộng A2 cộng A3. Cứ như vậy cho đến cuối cùng phải dùng lệnh này. Đó. Chứ không có lệnh là tổng từ đầu đến cuối được, vì là trong lập trình trong Scratch nó chỉ cho tổng hai số thôi nhá. Đó là đã treo máy rồi. Alo, các bạn có nghe rõ không? Có thầy ạ. Sao nữa máy có thể lại cứng hay treo cứng nhỉ? Cái CPU thầy ạ. Để thử kiểm tra ghi được không nhé. À, vẫn ghi được. Sợ nhất là nó mất đi. B4. Để chạy thử nhá. À, không chạy được đây này. Đó. Tính tổng cái này. Đó, bây giờ thầy tính tổng thì gõ một số như 89 chẳng hạn. Mấy nó báo hay là sai đúng không? Bây giờ thầy để nhân thì sao máy có thể nó cứ mờ mịt thế nhỉ? Bây thầy làm số nhỏ thì thầy cũng được tạo ra là 3 số thôi. 3 số như thử nhé. Đấy. 278 dễ này, 278 là 27 là 19, 19 cộng 8 là 20 mấy, 27 như đúng như 27. Đấy, mà đúng rồi, đúng không? Thì làm lại nhé, nhân lại tạm đây. 84 là 22, 22 mới 22 là 2 là 34, gọi 34 vào đây. Đúng rồi, đó, được chưa? Con nhớ bài này nhá. Bài này là cái bài mà rất đơn giản thôi, là gì? Là giáo viên tạo ra một cái để là bài 4 như ghi lại đèn lên bài 4 nhá. Là giáo viên sẽ sinh ra một cái dãy ngẫu nhiên và yêu cầu tính tổng nhá. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là tổng là nhá, hay là thầy viết riêng một bài tính tổng riêng cho con thầy rõ nhá, riêng cho dễ. Nhé. Vâng. Tôi làm riêng cho con rõ hơn riêng nhé. Biển new cái này. New nhá. Này. Để thầy làm xong máy thầy nó bị mờ mịt đấy nhỉ. Mờ quá. Để thầy tạo riêng một cái bài riêng để dễ nhìn hơn nhá. Này. Để sẽ ta nhập trực tiếp từ một từ bàn phím nhá. Đây chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy số đây. À, thầy tạo ra một cái dãy có tên là A đi. Dãy A lớn nhá. Dãy A không phải nhầm, có thể xóa đi. Đây là dãy số chung vào đây, dãy A nhé. Đó, dãy A này nhé. Bây giờ thầy nhập vào trước này, nhập bất kỳ thôi, ví dụ như là 2 này, 3 này, 5 này, 6 này, 8 này, 10. Có 6 số như thế nhé. Có 6 số nhé. Rồi đã, bây giờ là thầy sẽ tính cái tổng này là tổng và in ra bài mà và giáo viên sẽ thông báo là tổng dãy số này là nhé. Và dễ bài này dễ thôi nhé, vì như này. Bây giờ muốn tính tổng ấy thì giáo viên sẽ phải làm gì?
giáo viên sẽ phải làm như sau. Giáo viên sẽ phải làm cái việc là tạo ra hai biến nhớ. Một biến nhớ dùng để lưu cái quản tổng, thầy gọi là essay. Thường là thầy dùng chữ essay là mô tả cái tổng. Hay là bằng tiếng Anh thì nó là sum, sum tiếng Anh nó là tổng. Còn viết ngắn là essay. Essay để gì? Để mà ta tính cái tổng. Tổng essay nhá. Biến hai là dùng để chạy. Và biến ca, biến ca dùng để chạy. Được chưa? Đó, và bây giờ thầy sẽ tính. Giáo viên sẽ là cái việc tính đó nhá. Thì cái làm các bạn chú ý này, giống như một lần thôi, chúng ta đầu tiên cái tổng đó, SC đó, chúng ta phải gắn bằng không. Đây là cái, đây là bài tập, tức là mẫu, mẫu mực nhé. Đầu tiên là không, sau đó là chúng ta đặt cái ca ban đầu là 1, chạy từ 1 nhé. Đấy, sau đó sẽ lập, dùng lệnh lập, lập dọc theo chiều dài của cái dãy. À, chúng ta dùng cái là, dùng cái lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là repeat này. Và repeat này là theo cái gì? Theo cái số lượng phân tử của dãy A, hay là theo độ dài của dãy A, hay là cái hàm của nó chính là cái hàm là gì? Là cái hàm length. Hàm length. Trời ơi, cho nó máy của mình thấy nó mở mịt thế nhỉ? Vì sao nó mở nhỉ? Người này hại mắt quá. Chia sẻ màn hình lại đi thầy. Đúng cái gì để chỉnh lại bây giờ nhỉ? Thế tắt đi bật lại đi à? Chia sẻ màn hình lại thôi. Thầy kiểm tra, thầy chia sẻ lại nhé. Thôi được, thầy chia sẻ lại. À rồi, nhá. Đó. Nhá, ở đây này. Thì chúng ta chú ý là cái cách tính tổng như sau này. Chúng ta phải dùng cái lệnh này, gán lại SC bằng bằng tổng. Chúng ta nhớ lại cái này, chúng ta luôn nhớ lại cái này nhé, làm thầm lần mà con làm mãi là cho nó nhớ thôi. Đây, SC thì là gán SC bằng là SC cộng với phần tử thứ K của dãy, K của A. Mà sẽ tăng K lên một đơn vị, chúng ta dùng cái lệnh này ngay, chúng ta tăng K lên một đơn vị. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là trên K by 1 đây này. Đó. Ở đây sẽ là SC. Đó. Lập theo độ dài theo số các phần tử của dãy A, chính là cái này, hàm này, này. Vào đây lập theo độ dài của dãy A, hay là lập theo số các phần tử của dãy A nhé. Và mỗi lần như vậy chúng ta đặt là SC, giá là SC bằng SC cộng với phần tử thứ K của A. Phần tử thứ K của A là cái này, đây item lệnh này, phần tử thứ K của A. Chúng ta kéo cái K này nhé. Phần tử thứ K. K đây nhé. Phần tử thứ K của A đây. Chúng ta kéo vào đây. Đó. Như vậy là nhắc lại này. Đây là cái loại chương trình dùng để tính tổng của một dãy số nhé. Tổng của dãy. Rất đơn giản thôi. Đó. Nhắc lại này. Cách làm này. Đầu tiên cho S gắn bằng 0. Cho K gắn bằng 1. Sau đó là lập liên tục theo độ lớn, độ dài của A, lập theo số phần tử của dãy A. Và một lần như vậy là như sau. Chúng ta sẽ cho SC bằng SC cộng với phần tử thứ K của A. Đấy, cái tính tổng đấy mà tăng K lên một đơn vị. Được chưa? Sau lệnh này là SC sẽ là tổng các phần tử của A. Chúng ta dùng cái này, chúng ta lấy kết quả ra. Được chưa? Cùng cái nối này, chúng ta nối. Tổng các số của A là gì? Là S. Được chưa? Đó. Các bạn có thấy không? Nhá, chúng ta chú ý nhé. Chạy thử này. Đấy. A là 24. Dãy A ta cũng tạo rồi, thì A chính là cái này này. Thế là cái thứ 6 này là vậy là 23 là 23 là 5, 5 5 là 10, 10 16 là 16, 16 18 24 đúng không? Đấy, chính xác rồi nhé. Bạn đã hiểu chưa? Nhá, nên đây là chúng ta lưu lại để các bạn có thể mở sau xem lại nhé. Đây là bài số 5 nhé. Đấy, như vậy là hôm nay là chúng ta làm quen với cái dãy số rất đơn giản thôi.
để chúng ta làm một vài bài đơn giản dễ số nhé. Rồi thế bây giờ thầy sẽ cùng các bạn làm cái gì? Bây giờ thầy sẽ new một cái mới và thầy sẽ cùng các bạn chúng ta tìm hiểu thêm một chút nữa về những một số các lệnh của bên của trong cái phần sensing. Đây. Phần sensing thì là bây giờ thầy nói cho các bạn một vài cái hàm mới mà các bạn chú ý nhé. Đầu tiên là cái timer. Nó là cái gì? Nhá. Cái timer là cái này này. Cái timer là một cái hàm mà nó luôn nó đếm thời gian thực của máy tính. Thời gian thực thêm thế đồng hồ của máy tính và nó đếm liên tục với độ chính xác là theo cái độ nhấp nháy theo cái nhịp của cái CPU rất là nhanh. Nhưng mà đơn vị tính của nó là giây. Cho nên rất là chính xác. Cho tôi kiểm tra như thế này này. Đây này, nào. Có thấy nó chạy liên tục không? Chạy liên tục. Cho nên khi mà chúng ta cần đếm thời gian chính xác ấy, thì chúng ta dùng cái này. Dùng cái này thì nó đếm thời gian rất là chính xác nhé. Bây giờ, nhưng mà một tính từ đầu ấy, thì chúng ta dùng lệnh reset timer là cái lệnh mà gì để giúp chúng ta mà khi đặt reset timer thì cái timer này này nó tính từ đầu chỉ không chỉ đi. Đó. Thế bây giờ làm như nào? Thế bây giờ cần có một cái biến nhớ để tính toán thời gian thực chính xác nhé. Như hôm trước chúng ta có làm cái bài tập về hai người chạy đua như không nào? Chạy đua. Nếu mà chúng ta chạy thi đấy, nếu chúng ta dùng cái biến nhớ. Ơi. Cho con xem lại bài hôm trước. Bài nào? Bài vừa rồi ấy à? Bài tính tổng hả cháu? Vâng. Xem lại bài tính tổng à? Vâng. Đây, cho xem lại bài tính tổng nhé. Bài tính tổng là bài... Bài 5 đúng không nhỉ? Bài 5. Đây này. Là 24 này nhé. Xem có hiểu gì không? Xem có hỏi gì nữa không? Được rồi đấy ơi. Rồi, bây giờ thầy sẽ lưu lại để làm lại cái bài này nhé. Đang đến cái timer nhá. Đây, timer đây. Đó, chính xác, được chưa? Thì cái timer này này là nó cho phép chúng ta tính với độ chính xác là đến 1/1000 của giây, 1/1000 của giây, chính xác. Cho nên là khi mà chúng ta cần làm cái bài tập, cần phải làm chính xác ấy. Ví dụ như cái bài hôm trước, cần phải đo thời gian chạy của hai người đó, khi đi chạy đua đấy mà chúng ta tính làm tròn theo giây thì nó không chính xác được, hai người cách nhau có 1/10 của giây nó vẫn là bằng nhau, còn làm cái này nó sẽ chính xác hoàn toàn nhé. Rồi thì bây giờ thế đây là cái biến timer, nhưng bây giờ thầy muốn là cái bài đó muốn có biến thời gian để mà đo thời gian trong chúng ta làm thế nào. Chúng ta dùng cái lệnh này, khi mà thực hiện lệnh reset timer thì nó sẽ tính lại từ đầu, cái này từ không. Rồi thế là như sau nhé. Bây giờ cái làm như sau này, do nhớ chúng ta tạo một biến nhớ của chúng ta riêng có tên là timer, được chưa? Đó, và như sau nhớ chúng ta làm như sau này, thông thường là như sau. Giả sử chúng ta đây vào chương trình, đây chương trình chúng ta đặt cái thông tin, chúng ta đặt cái biến của chúng ta time, cái biến của chúng ta thường hiện ra trên màn hình nhé. Đó, chúng ta đặt cái biến của chúng ta đây là không, được chưa? Sau đó chúng ta dùng lệnh reset timer để sao cho cái biến này, biến hệ thống này chạy từ không. Sau đó chúng ta làm như này, chúng ta cho một cái vòng lặp forever như thế này và chúng ta gán cái time của chúng ta, cái biến time của chúng ta bằng cái này. Đó, các bạn nhớ nhé, đây là cái loại chương trình để khi bắt đầu chương trình thì tính theo đầu tính và tính chính xác đến 1/1000, 1/1000 của giây. Ta bấm thử này, thử nhé.
Đấy, bạn thấy nào. Thời gian bắt đầu chạy này. Thời gian bắt đầu chạy và chạy chính xác. Nếu chúng ta muốn cho dừng lại thì chúng ta có một lệnh gì đó chúng ta cho dừng lại thôi. Như là chúng ta dùng biến nhớ hoặc dùng thông điệp để là để dừng tiền. Đấy nhá. Đây thì đây là cái cách các bạn nhớ nhá, cách để chúng ta tính chính xác thời gian. Được chưa nào? Nhá. Bây giờ là chúng ta ghi vào để chúng ta dùng trong những bài tập khác. Bây giờ thầy ghi cái bài này là bài số B6 ngày hôm nay nhá. Được chưa? Bây giờ thầy cho các bạn thêm một lệnh nữa rất hay ở trong phần cảm biến là cái này này. Thầy ơi, sao? Cho em hỏi cái lệnh thumbnail thầy vừa giảng đó là trong một chương trình mình có thể áp dụng cái thumbnail đó là cho hai nhân vật khác nhau luôn. Được, được, hoàn toàn được chứ. Dạ, vậy khi mình dừng thumbnail của nhân vật 1 thì cái thumbnail của nhân vật 2 nó có ảnh hưởng gì không khi mà mình dừng? Không ảnh hưởng gì cả. Nhé. Các con có thể làm là hai biến nhớ là time 1, time 2, đúng không nào? Thì nhân vật thứ nhất chạy dùng time 1 cho nó dừng khi nó tới đích, người thứ hai vẫn chạy bình thường. Tôi vẫn dùng lệnh này, vẫn dùng như này cả. Nhé. Nhưng mà cái điều kiện dừng thì nó khác nhau. Đúng không nào? Thì đối với chạy đua chúng ta không dùng lệnh forever mà dùng lệnh này, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là repeat until. Đó. Chúng ta này chúng ta ẩn tin như thế nào đến khi người thứ nhất là đến đích chẳng hạn, thì người thứ nhất bây giờ người thứ nhất có một cái biến nhớ là stop chẳng hạn, thì lấy ví dụ thì cho các bạn làm thử nhé. Giả sử người thứ nhất có cái biến nhớ là stop một nhé, người thứ hai có cái biến nhớ là stop 2 ví dụ nhé, làm ví dụ cho các bạn làm thử nhé. Thời gian của người thứ nhất là time 1, người thứ hai có cái thời gian là time 2, được chưa? Đó, thì người thứ nhất ta coi làm như sau. Đây, người thứ nhất là ta time 1 đây, dán vào như này, cũng như này nhé. Đây là time 1 này, đây là nhất nhé, time 1. Và dừng khi nào, ví dụ là dừng khi nào, dừng khi, đây, đóng. Đây, dừng khi mà, ví dụ là người thứ nhất là dừng khi nào, dừng khi mà cái biến là stop 1 bằng 1 ví dụ thế. Đấy. Đây là chương trình dành cho người nhất nhé. Là người thứ hai thì tương tự, người thứ hai thì dùng cái này là số 2 time 2 nhé. Đấy. Và đây là time 2. Đây là stop 1, đây là stop 2. Đó, đúng không? Như vậy là mỗi người có một cái biến nhớ riêng. À, sửa nhé. Thì đây là chương trình dành cho người nhất này. Thì cái time 1 này là mô tả cái thời gian chạy người nhất, chạy liên tục cho đến khi nào mà stop 1 bằng 1. Mình dừng lại, bên đây không đếm nữa. Bên này với người thứ hai là time 2 là thời gian chạy người thứ hai. Vẫn gắn time 1 như này, mình dừng khi nào khi stop 2 bằng 1. Con đã hiểu chưa? Đó. Vậy thì như vậy thì cái thời gian time 1 và time 2 nó chính xác đến phần nghìn của giây, nó chính xác hoàn toàn. Đó. Thì đây là cách chúng ta mà tính thời gian chính xác, được chưa? Khi mà chúng ta trong các trò chơi đó mà cần phải chính xác thời gian đến tận dưới một giây, chúng ta dùng cái này, dùng cái timer này. Còn nếu không, chúng ta dùng cái khác cũng được, tùy các bạn nhé. Rồi, thế bây giờ thầy muốn cùng các bạn chúng ta sẽ làm quen một cái tham biến nữa rất quan trọng trong cái sensing, trong cái nó là cái này. Các bạn chú ý cái này, các bạn làm quen nhá. Cái này là cái rất quan trọng, thầy rất là hay luôn. Đây là cái này này. Đây là cái thông tin nó cho phép chúng ta có thể biết được là cái năm hiện thời, thời gian hiện thời, tháng hiện thời, ngày hiện thời, đúng không? Ngày hiện thời và giờ hiện thời, ngày trong tuần hiện thời, phút hiện thời và giây hiện thời. Đó, có thể hay không nào? Bây giờ thầy ra sửa nhé. Bây giờ thầy muốn đây con là đúng lịch. Lịch đồng hồ chạy ở đây, đúng không? Ghi rõ là ngày, tháng, năm ở đây. Thầy làm như nào? Thầy làm cho con làm thử nhé. Để cho con xem là đây, bây giờ thầy đây, như này. Thầy tạo ra các cái biến nhớ như sau. Ví dụ nhé. Thầy tạo ra cái biến nhớ có tên là ngày. Ngày. Nhé. Tháng.
năm. Được chưa? Ngày. Đem dự như là ngày này. Tháng này. Năm. Được chưa? Đó. Và bây giờ thầy sẽ lập trình nhá, thầy lập trình cho con mèo để mèo hiển thị ngày tháng năm chính xác theo nhân hiện thời của hệ thống nhé. Thì như nào? Đây, thì làm như này thôi, rất đơn giản nhé. Đây. Ở đây là đây là như sao, các bạn chú ý cách dùng cái đây, cái hàm này là cái hàm rất là hay, hàm mà trong khi nhóm là cảm biến ấy, chân sinh nhé. Đây. Dùng cái lệnh là forever luôn cho nó block forever, thầy luôn được gán chính xác nhé. Luôn gán chính xác là như sau. Đây. Thầy gán là như thế này. Đầu tiên là thầy gán là ngày trước, ngày. Đúng không? Thì đây để chọn ngày. Đây. Thầy để vào đây. Sau đó có thể là thầy làm cái thứ hai, thậm chí thầy copy cái thứ hai cho nó nhanh. Đây. Ở đây là tháng thì ở đây là chọn là months là tháng nhé. Tiếp theo là chọn là cái thứ ba, đây là năm mà đây chọn là năm year đó nhé. Như là ba cái này thì phần chương trình trên màn hình sẽ luôn hiện chính xác ngày tháng năm. Chạy thử nhé, đây này, đấy, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2020, thấy không nào? Con có thấy rõ không nào? Nhá. Bây giờ thầy làm thử tiếp cho giờ và cho ấy nhá. Cho giờ và cho phút giây nhá. Đây thầy làm tiếp này, thầy tạo ra một cái biến nhớ là giờ. Giờ. Phút này. Phút này. Giây này. Ta làm cái đồng hồ chính xác, đồng hồ bằng đồng hồ điện tử ở trên màn hình. Ngày nhá. Tháng nhé, năm nhé, đây, giờ này, phút này, giây này, được chưa? Đấy, mình sẽ thử nhé, thì lại copy này thôi, nó là một nó nữa mà đây nhé, ở đây là tiếp theo là giờ này, thì ở đây chọn gì? Chọn là hour, là giờ, đấy, bây giờ thì lại copy tiếp đây nhé. Ở đây là bấm đây là chọn food thì ở đây chọn cái gì, chọn là minute food và thì copy sang bên này, giây ở đây thì chọn là giây nhé, giây và chỗ này. Ôi, hết chỗ rồi. Ở đây là chọn là second. Hour là hour, tức anh đọc là hour là giờ này, minute là phút này và second là giây. Đó, chạy thử nhá, xong chính xác con nào. Đấy, bạn thấy không nào? Đồng hồ cứ giây nó chạy này, 35 36 7 và 8 này, phút nên là 43 phút này, giờ là 20 giờ. Các bạn có thấy không? Đấy, nhưng mà đây là cách chúng ta tính cái giờ phút giây nhá. Đấy thì đây là đồng hồ. Sao? Con có câu hỏi gì không? Nhá. Đó. Bây giờ từ bài này, hôm trước các con đã làm cái bài tập là vẽ hình đồng hồ rồi. Số bạn làm đúng rồi. Vẽ được hình kim. Nhưng bây giờ chúng ta có thể lập trình để cho kim nó chuyển động chính xác được không? Kim giờ chuyển động theo giờ, kim phút chuyển động theo phút và kim giây chuyển động theo giây trên màn hình, có làm được không? Đấy, chúng ta dùng cái này là chúng ta có thể điều khiển vẽ được chính xác mô tả đồng hồ thì trên màn hình nhé. Thì cái bài tập đó thì là bác sẽ cho con làm bài tập về nhà nhé, và đến hôm sau con sẽ chữa cái bài đó. Bài đó là một bài rất là hay, chúng ta chú ý nhé. Đó. Thế bây giờ thầy làm thêm như này. Thế bây giờ đây là ngày tháng rồi, bây giờ thầy muốn là thứ trong tuần thì làm thế nào? Đây chưa có thứ mà đây này. Ở trong cái chương trình này nhá, thì ở trong sensing có một tham số là chính là thứ đấy, chính là cái hôm này nhá. Thế này. Chính là cái này nhá. Nhưng mà nếu mà chọn là day of week thì là thứ nhá. Nhưng mà cái tham số này ở trong Scratch nó chỉ về là thứ hai thì nó trả về là số 1, thứ ba trả về là số 2, thứ tư trả về là số 3,
thứ bảy trở về số 6 và chủ nhật trở về là số thứ mấy, là số 7. Thì bây giờ làm sao chúng ta muốn thể hiện là thứ chúng ta làm thế nào? Đó, thì bây giờ là như sau nhá. Chúng ta phải tạo ra một cái dãy. Đó, bây giờ cần dãy đấy, cần list nhá. Đây, bây giờ chúng ta tạo ra một dãy để lưu cái thứ ở trong tiếng Việt, và chúng ta thiện thứ ở đây thật chính xác nhá. Đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy số, một cái dãy đây, list nhá, là gọi là thứ nhá, thứ trong tuần được chưa? Đó, và bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái dữ liệu cho cái thứ này nhá, là đặt tên là thứ hai, thật chính xác tiếng Việt như thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm nhé, thứ năm, thứ sáu, đặt tiếng Việt cho nó hay, thứ sáu, thứ bảy, còn chỗ này ghi là chủ nhật đó. Thì như vậy là gì? Đấy, thì cái đây là cái mà chúng ta tạo sẵn ra cái dãy này, dãy các cái số ký tự là có thể là thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật. Thì cái biến như này, mình nhớ này là mình nhớ nó sẽ mô tả là nó cái biến nhớ khi tôi mô tả là day of week thì nó trả về là số tự của cái thứ. Bây giờ chúng ta muốn hiển thị thứ chúng ta làm như nào? Đây, chúng ta làm như này. Chúng ta đóng cái thứ này tuần lại nhé. Chúng ta tạo ra một cái biến nhớ mới nữa, có tên là thứ đi, là THU đi, thứ nhé. Và đây, và ở đây chúng ta sẽ để ở đây, và để ở đây cho đẹp nhé. Và chúng ta sẽ bật chế độ là Last Read Out như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ hiển thị cái này là thứ thật. Rồi, thế như nào? Đây, chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ copy cái này. Đây, chúng ta sẽ copy cái hình này ở đây nhé. Và ở đây, chúng ta chọn cái biến nhớ của chúng ta là biến nhớ là gì? Biến nhớ là thứ đúng không? Chọn là biến nhớ thứ đây. Thứ. Đâu, thứ đây nhé. Đây. Và ở đây, chúng ta chọn là day of which. Mà chưa đủ đấy nhé. Chúng ta sẽ phải lôi cái này vào, chúng ta sẽ phải lôi cái này vào đây, chúng ta phải lôi cái này, cái item của thứ trong tuần đây này, đó, phải gắn cái thứ này là cái ngày trong tuần, gắn vào cái bến này, đưa cái này vào đây này, đó là cái phần tử thứ mấy của thứ trong tuần, chúng ta đưa nó vào đây, đó bây giờ nó mới được nhá. Đây này, chạy thử này, đấy thứ tư đấy không nào. Vì cái thứ trong tuần này nó làm cái bảng, nó làm một cái dãy gồm có các cái phần tử, nó là thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật nhá. Thì đây là cái biến nhớ, cái hàm mà đây là cái hàm mà gọi là cảm biến của Scratch, nó trả về cái ngày, cái số thứ tự của thứ trong tuần nhá. Không trả lại về chữ, nó trả về là số, chúng ta phải đưa vào đây thì nó mới hiện chính xác được đó. Được chưa? Đó, bây giờ chúng ta đã có một cái bài tập, chúng ta đã có một cái bài chính xác. Đây, mình kéo ra cho nó có trùng với nhau nhé. Rồi, vào đây. Đấy, được chưa? Chúng ta một phóng to này. Đấy, phóng to nhé. Đấy. Chạy thử này, tắt này, chạy thử nhé. Đấy, thì nó luôn luôn là nó trả về chính xác là thứ tư. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2020. Giờ chúng ta đang giờ là 20 giờ 49 phút 37 giây, nó chạy nhanh này. Đó, bạn có thấy không nào? Đấy, nhưng mà đây là cách chúng ta hiện cái đồng hồ điện tử trên màn hình. Còn tất nhiên là các bạn đây trường hợp là dễ rồi, còn chúng ta sẽ dựa trên cái thông số này, cái hàm này, chúng ta sẽ về nhà các bạn suy nghĩ buổi sau thầy sẽ chúng ta sẽ cùng nhau giải cái đó. Chúng ta sẽ cùng nhau giải cái bài tập đó nhé. Là chúng ta sẽ thầy thôi cho em ngủ. Sao?
cái gì nhớ. Bài tập của chúng ta về nhà là sẽ bài tập là chúng ta sẽ vẽ cái đồng hồ và chúng ta sẽ tạo ra các cái kim, kim giờ, kim phút, kim giây và thể hiện trên màn hình chính xác cái đồng hồ của chúng ta. Như vậy là hôm trước chúng ta đã có cái bài học về vẽ rồi, các bạn, một số bạn đã vẽ đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại cái đồng hồ đó. Nhưng mà chúng ta phải tạo ra ba cái biến nhớ, ba cái nhân vật, một nhân vật là kim giờ, một nhân vật là kim phút, một nhân vật là kim giây. Và chúng ta phải, giống ở đây nhé, chúng ta phải cho chúng xoay nào đó cho nó thể hiện chính xác cái thời gian ở trên màn hình. Dễ thôi, không khó đâu. Chúng ta vào nhà suy nghĩ một chút là sẽ làm được nhé. Đó. Thì cái bài tập mà vẽ đồng hồ là cái bài tập rất là hay. Thì bài này chúng ta ghi lên đã. Chúng ta ghi cái bài này thành cái bài số B8, đúng không? Chúng ta nhớ lại hôm trước chưa? Hôm trước là cái bài là vẽ cái đồng hồ và vẽ mặt đồng hồ. Một số bạn đã vẽ đúng rồi, vậy chúng ta nhớ lại nhé. Điều hậu từ biệt thầy sẽ cùng các bạn thầy cùng nhau các bạn thầy vẽ lại cái đồng hồ đó cho nó. Đấy. Thầy dùng con mèo là để vẽ nhé. Dùng con mèo để vẽ thì thầy đầu tiên cho con mèo nó ẩn đi thì vẽ thoải mái nhé. ẩn con mèo đi rồi ta bỏ ra vẽ nhé. Rồi, thì bây giờ thầy bắt đầu vẽ này. Thầy thử là vẽ cho các bạn xem thử nhé. Đây nhé. Đây này, giờ thầy nhớ lại cái cách chúng ta vẽ như này nhé. Đầu tiên thầy vẽ cái vòng tròn trước này. Sau đó là vẽ các cái đường, các cái nét chỉ phút này, nét chỉ phút trên màn hình này nhé. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ xuất phát từ điểm 0 nhé. Một số bạn làm đúng rồi đấy. Chúng ta vẽ theo cái tư duy, cái cách, cái chúng ta sẽ vẽ theo cái kiến thức của học sinh tiểu học. Chứ bài vẽ đồng hồ chúng ta dùng kiến thức của vẽ vòng tròn, kiến thức của cấp 2 thì vẽ là nhanh hơn. Dùng thức học thì nó cũng vẽ được nhé. Đây, thầy vẽ cho các bạn xem thử một cái nhé. Đây, chúng ta sẽ làm như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ này, các bạn xem, thầy phải tạo ra một cái pen đây nhé. Rồi, đầu tiên thì xóa hết nhé. Rồi, tạo ra cái này để nhìn cho nó đúng không? Ở đây nhé, đó. Thì bắt đầu vẽ này. Còn cái con số ca im cái miệng này. Vô xích ra. Đầu tiên cho con mèo nó chuyển đến vị trí là 0,0 đã nhé. Vẽ từ gốc tọa độ là 0,0 này nhé. Rồi, sau đó là như sau này. Đầu tiên là cho cái pen nó là pen up lên đã. Nhé. Thì bên này bắt đầu ấy này. Là có làm như sau nhé. Chúng ta cho nó cái làm như sau này. Cách chúng ta là chúng ta cho nó một cái vòng lặp là 360 nhé. Và sau đó là chúng ta sẽ làm như sau này. Từ điểm này nhé. Đây. Cái làm mà chúng ta làm sau đầu tiên chúng ta cho nó xoay về 90 độ này nhé. Sau đó là sau chúng ta sẽ cho nó bước đi một cái move về phía trước. Ta muốn là có cái đồng hồ là có chiều dài là có bán kính là 150 chẳng hạn. 150 nhá. Thì ta cho nó đến là 148. Sau đó chúng ta sẽ bend down xuống. Và sau đó chúng ta sẽ bước tiếp hai bước nữa nhé. Là vẽ cái đồng hồ đấy, có chiều rộng là 2 nhé. Sau đó chúng ta sẽ pen up, cái này các bạn cũng số bạn làm mẹo cái đấy đúng nhé. Pen up lên và sau đó là lùi lại là 150 đi, trừ 150. Sau đó chúng ta sẽ xoay sang bên trái 1 độ. Chữ lệnh này này
là cho phép chúng ta là vẽ được cái tự kiểm tra được có vẽ được không nhé. Vẽ là cái đồng hồ đấy. Vẽ cái mặt vẽ là cái hình tròn đúng không? Không thể đẹp lắm nhưng mà cũng được đó. Chúng ta cho nó mà cho nó cái chúng ta cho nó cái độ dày nó cao hơn, dày hơn một chút nữa thì nó hay hơn. Được. Thế đây là cái vòng tròn. Đây là cái lệnh để vẽ vòng tròn này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ tiếp những cái đường nhỏ hơn, dài hơn như này. Chúng ta sẽ đặt để cho đẹp hơn, chúng ta làm như sau nhé. Rồi, bước tiếp theo chúng ta làm hệt như này. Và chúng ta cho nó, đây chúng ta bước nó cho để như này. Và chúng ta sẽ cho nó bước dài hơn nhé. Chỗ này không phải là 2, chỗ này là 5, là 5. Và chỗ này chúng ta cho nó không phải là 360 nữa, không phải là 360 mà chia cho là bao nhiêu phút nhỉ? Một là 60 phút đúng không? 60 phút vậy sinh ra là mỗi một lần là nó xoay là nó xoay là 6 độ. 6 độ là gì? Có là 1 giờ là 60 phút. Tổng cộng là 360 độ chia cho 60 là mỗi một phút là quay là 6 độ. 6 độ. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ cho nó cái độ kích thước của nó dày hơn, chúng ta dùng cái lệnh gì là pen size. Chúng ta xếp cái pen size to hơn một chút. Đây, xếp pen size ở đây này, cho nó xếp pen size như lên là 3 chẳng hạn. Đấy. Là nó khác ngay. Để làm thử lại cho chơi thử nhá, xem có đúng không nhá. Đây là cái mặt ngoài của đồng hồ này nhá. Sau đấy là cái mặt là các cái nét là các cái phút thì ta làm như sau. Ô nó bị lỗi, nó chưa lỗi vì sao, là vì như này. Nó lỗi là vì như này, chúng ta không cho nó lệnh go to này nhé. Dừng lại này. Chúng ta phải có cái lệnh này nữa này. Để vào đây chứ. Rồi. Cho nó vào đây. Đấy. Dạ. Vào đây. Thấy không? Vẽ hình á. Được chưa? Không lại đây. Này này, có lệnh này nhé. Đấy. Thì chỗ trên này là chỗ trên này là vẽ đấy, chỗ trên này là vẽ vòng tròn, dưới này là vẽ. Ủa, hơi bị sai. Được, không sao, không sao. Lỗi quá nhỉ. Không nhá. Pen up. Sao sai đâu rồi. Đây. Phần trái. À, sai chỗ này này. Ở đây là 145 chứ. Ở đây không phải là 360 mà đây là 60 thôi. 60. Nhầm. Bây giờ đúng rồi đấy. Thôi được, các bạn chúng ta hôm chúng ta về nhà chúng ta làm tiếp tục nhá. Thôi là thầy tạm thời thầy vẽ cho con kia mặt đồng hồ cơ bên này, số 3 là đúng rồi. Thầy vẽ đồng hồ các bạn về làm tiếp cái bài này. Rồi. Được chưa? Tạm tạm thế nhá. Chỗ này thì có thể để lại chỗ này là 140. Làm kiểm tra bé. Nhá. Cứ sửa một chút thôi nhá. Bài giải lao luôn. Nhá. Rồi chúng ta sẽ về nhà các bạn là về hết thời gian rồi, cho nên về nhà các bạn sẽ làm tiếp cái bài tập đấy nhá. Chúng ta sẽ bài tập của các bạn này chúng ta sẽ về chúng ta vẽ cái đồng hồ và chúng ta mô phỏng cái kim đồng hồ để vẽ chính xác nhá. Đó, thì đây thì thời tạm thời thì để như này nhá. Thì bài này thì sẽ ghi lại là cái bài đồng hồ. Bài này là cái bài là bài B9 nhá, là cái bài đồng hồ nhá. Nhá. Đó.
được chưa? Và về nhà các con sẽ làm tiếp cái bài này và hôm sau thầy sẽ chữa. Là cái bài rất quan trọng là cái bài chúng ta mô phỏng cái đồng hồ chạy thực sự trên màn hình. Và chúng ta sẽ vẽ tiếp đây, cái số nữa là số số 12 này. Số 12 là số 1, số 2, số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 về nữa là được nhé. Và chúng ta vẽ 3 nhân vật. Tạo ra 3 nhân vật là kim giờ, kim phút, kim giây. Và chúng ta dùng cái cảm biến thời gian chúng ta tạo ra đồng hồ nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ, nhà thầy ạ. Nhà thầy ạ. À. Con chào thầy. Ờ, chào con. Ờ, thầy. Ừ. Em chào thầy. Ờ, chào con.